Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với QH 4 năm nay à, QH vừa mới thành lập một cái kênh mới gọi là QH Australia Mong quý vị khán giả đăng ký và ủng hộ Dạ thưa các bạn Thì báo công an nhân dân online 9 à, ngày hôm qua ngày thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 Lúc 7h51 phút Đã kêu tên chính à, Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh à, chính là cái kênh à, mẹ nắm các bạn và cùng một bè lũ phản động à, dùng những uh, chiêu trò à, video bài viết xuyên tạp kích động hòng gây mất ổn định chính trị xã hội chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc à, đây là một cái bài báo ha, mà à, chính báo công an nhân dân gọi thẳng tên Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh ra các bạn và À, lên án những cái việc mà phản động nhằm muốn à, lật đổ chính quyền và các bạn thấy là trong thời gian gần đây đó thì à, chính nguyễn ngọc Dường đã cấu kết với cái nhóm mặt nạ ra đề lên tiếng chống phá và mặc việc à, à, tấn công lại cơ quan chức năng nhằm gây hạn cho những người thiện nga bên bảo trụ thì à, những cái bài viết như sau ha thời gian qua sử dụng các nền tảng mạng xã hội đã nhẵn mặt với những cá nhân tổ chức trong và ngoài nước mang danh nghĩa tự do, dân chủ, yêu nước, dân ngoan tung ra video bài biết xuyên tạc kích động Hồng gây mất ổn định chính trị xã hội chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc à, Tuy nhiên đằng sau là những hành động khoác áo vì tự do, dân chủ à, nhân quyền mà họ hô hào thì à, đích đến là sự ban phát về lợi ích vật chất hoặc tị nạn chính trị ở quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ Đó. Thì à, những cái uh, chiêu trò quen thuộc là gì à À, thì à, ở đây thì rất là dài cái phần đầu thì mình à, cho qua ha, thì mình à, đọc cái phần à, ở dưới đây người ta biên lại về việc à, à, nguyễn ngọc như quần nha các bạn, à, đây đây là đây là đâu rồi đây rồi mình xuống dưới đây một chút ha, đây nè à, rất là hay, cái bài viết này rất là hay ha, thì à, đây nè một à, một điều dễ nhận thấy là khi số đối tượng trên rời Việt Nam ra nước ngoài thì cũng là họ không còn nhận được sự quan tâm từ những kẻ vốn lừa vừa hưởng hảo dần dần chìm trên mạng thậm chí số đối tượng trên còn phải chịu sự ghẻ lạnh từ những tổ chức chưa từng đỡ đầu khích lệ các hành vi chống phá ở trong nước ở trong nước do không còn giá trị lợi dụng trước khi rời Việt Nam mà xã hội được các đối tượng trên triệt để lợi dụng để kích động chống đối xuyên tạc sự thật còn sau khi rời Việt Nam thì mạng xã hội là nơi để các đối tượng kêu than về sự quay lưng của chính tổ chức từng cu mang rồi cuộc sống khó khăn thì không có chuyên môn trình độ à, chuyện các nhà dân chủ ngày càng vỡ mộng về cuộc sống trời tây đã chẳng còn là chuyện gì xa lạ nữa thậm chí khi bị vỡ mộng số này còn liên tục còn những cái bài viết tố cáo lẫn nhau cho thấy thực tế thật sự bi hài kể từ khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh blogger mẹ nấm được bảo lệnh xuất khẩu miễn phí ra nước ngoài từ năm 2018 đến nay gần như các thông tin về mẹ nấm đã không còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội khi mà công việc chính chính là chống phá ở trong nước đã không còn thực hiện được nữa đến nay những thông tin về mẹ nấm có chăng chỉ là những lời than vãn trên mạng xã hội về cuộc sống khó khăn khổ sở mà trợ cấp không đủ để duy trì cuộc sống tối thiểu đó thì à, à, Các bạn thấy là Cái bài viết này rất là hay cái bài viết này à, là do một người viết tên là Bình Nguyên Hoàng Ly à, do báo công an nhân dân ngày hôm qua người ta lên tiếng các bạn các bạn thấy là Nguyễn Ngọc Duy Tuần á thì à, là một người chống phá lại cơ quan chức năng và bị một bản án 10 năm tù đó thì à, à, khi mà à, khi mà mới cái thực hiện bản án mới có hai năm các bạn thì à, chính con gái của nguyễn ngọc duy quỳnh là bé nấm viết một cái lá thư gửi cho vợ tổng thống donald trump à, để mà cầu cứu và à, khi mà vợ tổng thống donald trump nhận được cái lá thư của cái bé nấm thì rất là à, xúc động và à, chính vợ tổng thống à, của donald trump à, đã cùng với lại tổng thống donald trump ha vận động quốc hội vận động à, chính phủ để mà có một cái ký kết với chính phủ việt nam và đưa nguyễn ngọc duy quần à, từ ở bên à, khánh hòa ở bên nha trang được đi qua định cư bên mỹ các bạn và các bạn thấy là à, trong cái thời gian mà nguyễn ngọc duy quần ở bên mỹ đó ở bên việt nam đó, khi mà bị tù thì chính nguyễn à, tiến dũng à, đã lên kêu gọi à, quỷ mẹ vắng nhà à, chính những cái số tiền của những đồng bào ở hải ngoại à, gửi tiền vào đó để mà gửi về việt nam để mà giúp đỡ cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chính mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh các bạn, thì lấy cái số tiền đó để mà nuôi chính bản thân mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và con à, của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và thậm chí là đi thăm nuôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thôi. Vậy mà khi mà đặt chân tới Mỹ, à, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á không biết đội, không biết cảm ơn Tổng thống Donald Trump mà chỉ trong vòng mà một thời gian rất là ngắn lên chửi bới nhục mạ Tổng thống Donald Trump. À, chống lại những cái chính sách của tổng thống donald trump thì hỏi các bạn một cái con mà ăn cháo đá bát như vậy á thì à, chúng ta có thấy là ngay cả cái người ơn của nó nó còn không biết cảm ơn và thậm chí là cái người ơn của nó chính là nguyễn tiến dũng và những người à, đồng bào những cái người mà việt kiều ở bên hải ngoại đóng góp tiền để à, đưa vào cái quỹ mẹ vắng nhà gửi tiền tất cả những số tiền cho nó để mà lúc mà nó à, ở trong tàu của bạn, mẹ của nó đi thăm nuôi nó và chính nuôi luôn cả bản thân mẹ nó và luôn cả bé năm. Chưa hết đâu các bạn, khi mà đi qua Hoa Kỳ, Định cư Hoa Kỳ thì cộng đồng người Việt ha rất là ưu ái à, Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh và thậm chí cho nó một cái số tiền rất là lớn để mua nhà nè, mua cửa nè, rồi làm vốn nữa. Và trong cái thời gian mà Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh ở bên hải ngoại đó, à, thì à, các bạn thấy là những cái việc mà lên án rồi chống phá rồi thậm uh, chí là xuyên tạc à, và khi mà nguyễn uh, ngọc như quần ở việt nam các bạn đã cấu kết với cái nhóm việt tân ở bên uh, việt nam đó, đã nhận số tiền là 50.000 euro à, đã dùng tiền số tiền là 50.000 euro uh, euro ha lấy số tiền đó ha, để mà ăn uống ăn chơi rồi uh, ở việt nam đó, thì uh, có những cái hành động giống như là À, đi giật chồng rồi để cho những cái người phụ nữ khác đến đánh ghen. Rồi cuối cùng khi Nguyễn Ngọc Như Quần đi qua bên nước ngoài thì các bạn thấy là bây giờ chính Nguyễn Ngọc Như Quần đã lên cấu kết với lại cái tên Đào Phế Thải và chính tên Đào Phế Thải đã cung cấp tất cả những cái bản án về vấn đề ba một của những người thiện an bên bờ của trụ đưa cho Nguyễn Ngọc Như Quần để cho Nguyễn Ngọc và Như Quần tấn công. À, những người à, ở bên à, cơ quan chức năng ở bên công an của huyện Đức Hòa tỉnh Long An thì à, cái người ảnh hưởng trực tiếp là ai bạn chính là những người à, đang ở trong trại giam đó là cả năm thầy và à, cô cao thị cúc chứ nguyễn ngọc Thị quân đâu có bị gì đâu và các bạn thấy là nó nói là nó không khe à, càng à, bị những người thiện an bên bờ vũ trụ à, càng bị à, cơ quan chức năng à, cho đi ở tù như thế nào thì nó còn lên nó càng chửi nhiều bấy nhiêu các bạn thấy không một cái con rất là mất dạy hiện nay thì nguyễn ngọc như cầm đầu cái nhóm của cái nhóm mặt nạ ra đề lên tấn công nguyễn hồng sơn lên tấn công luật sư trên trần lên tấn công cô tai nha nguyễn đỗ và lên tấn công luôn cả nguyễn tiến dũng và tất cả những cái chủ kênh youtube và cũng cả tất cả các fan thiện nam và cũng như mạnh thường quân ví dụ như là cindy quỳnh nguyễn như là chị ngọc mai và rất là nhiều người nữa và thưa các bạn thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy Nguyễn Ngọc Duy Quần á thì không dám lên phản biện cái nhóm nghĩa địa không dám lên phản biện thằng Thủy Phan cũng không dám lên phản biện à, những cái thành phần chống phá lại thiền an bên bộ trụ mà chính Nguyễn Ngọc Duy Quần bây giờ tiếp tay cho cái nhóm nghĩa địa đặc biệt là nó là tay sai của cái thằng Thủy Phan và chính con gái của Nguyễn Ngọc Duy Quần các bạn là làm việc cho Thủy Phan làm việc bán thời gian đó À, các bạn biết là trước đây nguyễn ngọc duy quần ha lên tiếng chửi bới nhục mạ à, thủy phan rất là nhiều thậm chí là chửi bới luôn cả tư cho xi măng bây giờ nghe ngày xưa thì lên án thủy phan cho tiền những cái đám youtuber nghĩa địa nào là minh tùng à, một tháng một tỷ rồi à, cho tiền à, cái đám à, youtuber nghĩa địa thậm chí là cái thằng à, tony gà mái à, lên tuyên bố là gì ha thủy phan cho nó tiền để mà chửi những người thiện an bên bờ vũ trụ rồi à, chính à, tony Gà máy đã lên tố cáo là tất cả những cái thành phần youtuber nghĩa địa đó đều nhận tiền của cái đám thằng Tỷ, tiền của thằng thủy phan nè à, như là thằng trần quốc vũ nè thằng minh trí nè thằng đạt long an nè trần long ẩn nè rồi phi thiên ngân nè rồi à, rất là nhiều đứa nữa các bạn à, hiện nay thì à, các bạn biết là tony phạm và nguyễn ngọc như quần là những cái thành phần đang liên kết với nhau để mà chống phá lại chính phủ việt nam và À, tất cả những hành động đó làm ảnh hưởng à, tới cái vụ án bên Thiện An bên Bụi ảnh hưởng các thầy ở trong trại giam các bạn thấy là à, Nguyễn Ngọc Như Quần á, là một cái con rất là mất dạy ha, cụ Lê Tùng Vân và những người Thiện An bên Bụi Chủ chẳng đụng chạm gì nó vậy mà nó lên nó chửi cụ Lê Tùng Vân nào là à, vô đạo đức vô giáo dục à, bất nhân bất nghĩa thậm chí là Nguyễn Ngọc Như Quần lên tiếng chửi bới tất cả những người thiện am bên bờ của chủ là một lũ ăn mày cộng đồng mạng thì các bạn thấy là Nguyễn Ngọc Như Quần có xứng đáng là một cái người mà để cho cái nhóm mặt nạ ra đề nó lên nó tôn thờm các bạn và hiện nay thì cơ quan chức năng đã tống khứ Nguyễn Ngọc Như Quần cách đây cả năm năm rồi từ năm 2018 và Nguyễn Ngọc Như Quần không bao giờ được trở lại Việt Nam à Vậy mà À, lúc nào cũng lên tiếng là ta đây à, sẽ về Việt Nam để phục vụ à, cái vụ án 331 các bạn bây giờ mà nó về Việt Nam là nó bị tống khứ hoặc là nó bị tống cổ vào trong tù luôn à, luôn cả thằng đã phải thải đó cái tên à, có con Nguyễn Ngọc Như Quân bây giờ lên kêu gọi cái quỹ à, à, để đi thư kiện bà Hoa bà Huệ gì đó rồi à, số tiền mà nó kêu gọi bây giờ chắc chắn là trên 50 ngàn đô rồi nó lấy số tiền đó nó đi qua bên Thái Lan để mà nó thăm à, Đạo phế thải và chính nó đã dùng sự, tiền đó để mà mướn khách sạn vì các bạn biết là mướn khách sạn năm sau nè rồi ăn uống nè rồi ăn nhà hàng năm sau nè ha rồi ăn uống phủ phê mà nó lấy số tiền của quỹ GoFundMe mà cái quỹ GoFundMe đó đó thì nó nói là thư kiện bà qua bà quệ mà nó có thư kiện đâu có ai đâu có bạn mà nó trục lợi nó chính là một cái người lên tấn công Nguyễn Tiến Dũng về cái quỹ GoFundMe của cô Tay Nga Nguyễn Đỗ đó và cái quỹ Jespi và chính nó bây giờ à, đã à, nhổ nước miếng ra và liếm lại à, tất cả những cái nước miếng đó thì các bạn thấy là rất là nhục nhã cho một cái con Nguyễn Ngọc Như Quân là một cái con phản động chuyên môn à, lên kêu gọi tiền mạnh thường quân để mà trục lợi nó với lại thằng Đào với Thải chia nhau những cái số tiền đó à, thì bây giờ báo Công an Nhân dân đã lên tiếng về Nguyễn Ngọc Như Quân làm một cái thành phần rất là nguy hiểm đang cùng liên kết với những cái nhóm phản động để mà chống phá là chính phủ Việt Nam để nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam. Thì đây là một cái đối tượng rất là nguy hiểm. Thì Quy Hắc xin dừng clip tại đây. Xin chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you. Bye bye.